thời nay ai bị coi là tà dâm. Ngày nay, những câu chuyện phòng the, những màn giường chiếu tràn ngập ngoài đường, trên truyền hình, internet. Tính dục được phóng đại như con thú đói khát. Chúng xâm chiếm mọi ngóc ngách của nghệ thuật, giải trí và đời sống con người. Hậu quả là tội ác liên quan đến tình dục bùng nổ, đe dọa sự an nguy của loài người. Người xưa thường nói, vạn ác dâm vi thủ, trong vạn cái ác, tà dâm là đứng đầu. Sự lạc thú của tà dâm chỉ ngắn ngủi nhất thời, nhưng hậu quả của nó lại vô cùng khủng khiếp. Trong quá khứ, ba nền văn minh cổ đại huy hoàng là Ai Cập cổ đại, Babylon cổ đại, La Mã cổ đại bị diệt vong cũng chính bởi sự dâm loạn của cả xã hội. Theo giáo lý nhà Phật, con người sống là không chỉ có kiếp này. Người phạm tội tà dâm có thể chịu báo ứng ngay tại đời này hoặc có thể chịu kiếp nạn ở đời sau. Những câu chuyện về kẻ tà dâm bị đọa xuống địa ngục, chịu hình phạt thống khổ muôn phần hẳn không còn xa lạ nữa. Dâm trong chữ Nho xưa bao gồm ba chấm thủy và chữ dâm. Trong đó chữ dâm có nghĩa là tục tiểu tham lam. Ba chấm thủy thể hiện sự thái quá, dư thừa. Bởi vậy chữ dâm còn để nói về những gì quá giới hạn, không cần thiết. Tiếc thay, nội hàm sâu sắc này của chữ dâm vốn là bảo bối người xưa dùng để răn dạy con người hiện nay đã đi vào quên lãng. Về việc quan hệ giữa người nam và người nữ, nếu không phải là để duy trì nòi giống như thiên chức của những người đã thành vợ chồng, thì mọi quan hệ ngoài luồng liên quan đến tính dục đều bị gọi là dâm. Đó là một việc làm tham lam, mất kiểm soát của dục vọng, là hoạt động thừa thải không cần thiết. Bởi nó vượt ra khỏi ý nghĩa của hoạt động tự nhiên và luân thường đạo lý. Và khi đã vượt quá mức cho phép và trở nên bừa bãi phóng túng thì sẽ dẫn đến tà. Tà dâm là việc làm sai trái với đạo của đất trời. Quan hệ trước hôn nhân, tình một đêm, thủ dâm, mua dâm hay như trai gái giao tiếp vô lễ, không chuẩn mực thì đều là đang phạm tội tà dâm. Xưa nay, xã hội nào vẫn luôn có những câu chuyện hoang dâm vô độ. Tuy nhiên, người xưa coi trọng việc tiết chế, duy trì cân bằng vừa phải để bảo toàn khí huyết và giữ gìn lễ tiết. Họ xem đó là bản lĩnh, khí phách của một người có hàm dưỡng. Trong văn hóa truyền thống, tà dâm là hành động được coi là tục tiểu, vô thiên vô pháp. Trong khi đó, ngày nay, quan niệm thỏa mãn nhu cầu sinh lý dựa trên một sự ngộ nhận đang trực tiếp thúc đẩy dục vọng trở thành điều bình thường. Sự ngộ nhận này khiến quan hệ trước hôn nhân, ngoại tình, mua bán dâm, tấn công tình dục xảy ra ở khắp mọi nơi. Vậy điều ngộ nhận đó là gì? Người ta cho rằng nhu cầu sinh lý là bản năng tự nhiên, giống như hít thở. Tuy nhiên, bản năng là khi bạn không cần sự tác động của lý trí, và lý trí dù có muốn tác động cũng không được. Bạn không thể ngừng hít thở lâu, nhưng có thể ngừng ăn món ngon mà mình khao khát. Cái gì đào tạo và thay đổi được thì không phải là bản năng. Như vậy, nhu cầu sinh lý đều có thể dùng lý trí để suy xét, so sánh với chuẩn mực đạo đức và tự ước thúc kìm hãm dục vọng của bản thân. Vậy nên nó không phải là bản năng như nhiều người bao biện. Thế nên nó không phải là bản năng, cũng chẳng phải là nhu cầu thiết yếu như hít thở. Cái gọi là nhu cầu hay khả năng sinh lý mà người ta ngộ nhận thật ra chỉ là nhu cầu phóng đãng bừa bãi, vượt quá thiên chức của con người mà thôi. Lối suy nghĩ đề cao bản năng, phóng túng tính dục là một tư tưởng phái sinh từ thuyết tiến hóa. Thuyết này ngày càng bị nhiều nhà khoa học phản đối vì tính sơ hở và phi khoa học của nó. Đã đến lúc chúng ta cần nhận thức và khẳng định lại, loài người khác động vật khi chúng dùng bản năng để sinh tồn. Chúng ta không nên ngộ nhận nhu cầu sinh lý là bản năng.
bởi vì nó mà chúng ta ngày càng suy đồi và xã hội băng hoại hơn. Văn hóa truyền thống đề cao giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Thế nhưng tà dâm khiến con người đi ngược lại với những giá trị đạo đức tốt đẹp đó, khiến con người nghĩ đến khoái cảm mà dung túng kích động, thậm chí kiếm lời từ tình dục là bất nhân, hành động vô lối tùy tiện là bất lễ, hủy hoại đạo đức và sự ổn định trong xã hội là bất nghĩa, chỉ nghe theo đòi hỏi của cơ thể mà không dùng tới lý trí là bất trí, phản bội người hung phối là bất tính. Vì một chút dục vọng tầm thường, bạn sẵn sàng trở thành kẻ bất nhân, bất lễ, bất nghĩa, bất trí, bất tính hay sao? Lại cũng sẵn sàng nhận cái danh dâm ô theo đúng nghĩa nguyên gốc của từ này hay sao? Hiện nay có nhiều sự việc đau lòng xảy ra khi kẻ tà dâm ấu dâm xuất hiện ở nhiều nơi. Chúng khoác trên mình những khuôn mặt hiền từ, từ kẻ bình thường cho đến những người giữ chức vụ cao cả. Chúng không từ thủ đoạn đê hèn nào để thỏa mãn dục vọng và tìm mọi quỷ kế để thoát tội. Chỉ vì tà dâm, những kẻ nghĩ ác, hành ác đã gây nên thống hận vô vàn cho nạn nhân và gia đình họ. Và kẻ đó cũng tự khiến cho cuộc đời mình dần đen tối như địa ngục. Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri. Dĩ nhiên, khi con người biết tu dưỡng từng thời từng khắc nhắc nhở bản thân mình không có ý niệm hay hành vi bất chính liên quan đến dục sắc, thì cá nhân ấy đang trên con đường chính đạo. Họ sẽ được thần Phật phù hộ, phúc báo và may mắn sẽ đến, không chỉ cho bản thân mà còn gia đình những người biết quý trọng lễ tiết và sống có phẩm hạnh.